Rồi chúng ta làm cái lab 6, tạo thành cái lab 6 HTML và chúng ta tạo cấu trúc cơ bản của một cái trang HTML bằng cách là các bạn gõ gì? Chấm than, shift số 1, enter. Thì nó tự động nó ra cho mình luôn rồi. Ha? Rồi bây giờ mình sẽ đổi lại cái title. Có một số bạn khi mà thầy xem cái nội dung trang web của các bạn đó, các bạn tạo ra một cái file mới mà các bạn để document thì cũng không nên. Mình nên chuyển lớp 1, lớp 2, lớp 3 gì đó. Nếu như mà chúng ta tạo một file mới thì các bạn đổi title cho nó phù hợp. Chúng ta để là lớp 6. Ok. Và nội dung của chúng ta hiện nay là chưa có gì. Đây, lớp 6 của chúng ta chưa có gì. Chúng ta đang sẽ làm một cái trang mà các bạn sẽ thấy cái layout. Layout của chúng ta lúc nãy chúng ta đã thấy rằng là ở trên này chúng ta sẽ có một cái header đó, header ví dụ chỗ này chúng ta cho 150, 200 gì đó, thường khoảng 150 thôi. Và các bạn chú ý giùm cho thầy nè, trong cái thiết kế trang web á thì nó sẽ có liên quan đến cái phần sale, thì các bạn làm luôn cái này để sau này mình khỏi phải suy nghĩ nếu mà các bạn thiết kế web thực sự. Như vậy thì khi mà các bạn chọn cái giao diện trang web, nó sẽ phụ thuộc vào cái mục đích của bạn làm trang web này là gì. Nếu như trang web của các bạn là bán hàng, nếu như trang web của các bạn là bán hàng thì cái phần banner ở trên này vừa thôi, đủ để làm một cái nhận diện thương hiệu cho cái đơn vị của bạn, là công ty hay là gian hàng gì đó, đủ để nhận diện thương hiệu thôi. Trong đó nó có logo, có cái background, ví dụ như là hình ảnh công ty hay cái gì đó. Nói chung là ở bất kỳ đâu các bạn cũng lặp lại cái hình ảnh này để cho người xem người ta ghi nhớ. Còn ở phía dưới này, cái phần content này, các bạn nên đưa sản phẩm của mình lên đây hoặc đưa bài viết nổi bật của mình lên đây. Tức là khi nào mà người ta vô trang web của mình với cái cửa sổ xem đầu tiên, tức là window view, người ta phải thấy cái trang web của mình có cái gì đó mới. Khi mà mình upload bài lên thì chắc chắn nó phải xuất hiện khi mà người dùng mà vô trang web của mình đó. Còn nếu như nhiều bạn đó thích, không ai cấm hết, nhưng cái chỗ này nè, cái banner của các bạn nè, nó tràn xuống gần hết màn hình luôn, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà 1.001 lần khách hàng thăm viếng website của mình đều thấy một kết quả duy nhất là cái banner đó thôi. Còn ở phía dưới sản phẩm chúng ta cập nhật hàng ngày vẫn không thấy. Người ta muốn thấy, người ta phải kéo trang web của mình lên. Khi mà các bạn search một trang web ra, các bạn tìm kiếm một cái gì đó. Khi các bạn search trang web ra, các bạn tìm kiếm một cái gì đó thì bạn click chuột vô những trang web nào? Ví dụ như mình sẽ search ví dụ như vậy, mình sẽ search vậy. Thì khi mà nó có kết quả thì có phải rằng chúng ta chỉ quan tâm đến những trang web đầu tiên không? Những trang web đầu tiên mình thấy đúng không? Và khi mà các bạn click chuột vô đây, chậm quá hả? Khi các bạn click chuột vô đó thì cái nội dung mình cần tìm nó phải xuất hiện trước mắt của mình mới muốn đọc tiếp. Còn nếu như cái nội dung mà các bạn nhìn thấy ở đây nè, mà nó quảng cáo hay là một cái gì gì đấy nó không liên quan, thì gần như là chúng ta bỏ qua cái trang web này. Mặc dầu là ở phía dưới á, nó có nhiều cái rất hay, nhưng ít khi mà chúng ta lướt chuột lên lắm, ít khi mà chúng ta kéo trang web lên lắm. Cái đó là tâm lý của khách hàng, của người sử dụng web, tức là click vô thấy có thì vô tiếp, còn nếu mà không có thì thôi bỏ qua.
Đó, như vậy thì mình sẽ mất đi cơ hội tiếp cận với khách hàng. Được chưa nào? Cho nên là cái phần banner ở trên này các bạn thiết kế làm sao? Vừa thôi. Còn nếu mà trang web của các bạn là trang web tỉnh 10 năm vẫn nội dung như thế thì bạn thể hiện cái gì cũng được hết, bởi vì nó luôn luôn thế. Còn nếu mà trang web của bạn có cập nhật sản phẩm, cập nhật hình ảnh, cập nhật tin tức liên tục thì bạn nên kêu gọi một cái khoản đủ để những cái tin mới nó đưa lên. Cái thứ hai, nếu như mà trang web của bạn vừa có sản phẩm mà vừa có bài viết thì bạn nên chia cái phần content này làm hai phần riêng biệt. Một phần là sản phẩm, những sản phẩm mới này có thể là thể hiện ba bốn sản phẩm mới ở đây. Nếu mà có sản phẩm mới nữa thì nó đẩy vô đây rồi nó đẩy ra phía sau. Còn cái phần phía dưới này, bài viết nó không bị đẩy đi. Vậy mình sẽ tách cái phần này ra hai phần khác biệt nhau. Nhưng mình đừng có nói chung. Ví dụ như là bạn xuất hiện sản phẩm xong, cái phía sau đó bạn xuất hiện bài viết, thì cuối cùng là sản phẩm mình cho một hai sản phẩm thì mình thấy ok, bởi vì vừa có sản phẩm vừa có bài viết. Nhưng mà đến một khi sản phẩm nhiều quá, nó đẩy bài viết xuống rất xa thì nó uổng đi cái thông tin mà mình muốn truyền đạt đến khách hàng. Như vậy cái phần mà layout mà thầy nói với các bạn hôm trước, mà hôm nay là buổi thứ sáu rồi, thì các bạn gửi cho thầy xem á, là để thầy xem được cuối cùng các bạn muốn thể hiện trên cái trang web của mình là gì và mục đích của bạn viết trang web để làm gì. Trang web bán hàng hay là trang web tin tức hay là trang web nghe nhạc, xem phim hay là trang web để làm cái gì, thì tùy theo mỗi mỗi cái mục đích của trang web của chúng ta có một cái layout hợp lý. Và cái layout hợp lý này đâu ra? Có chuẩn không? Có. Nếu mà chuẩn bạn lên website mà chán lắm, lướt nét mà chán lắm, nó không có chuẩn nào hết á. Nhưng mà nó có những cái chung mà mình nên làm theo giống người ta. Ví dụ đang nghe nhạc thì thường người ta bố cục vậy, đang xem phim là bố cục vậy, đang mà chuyên để cho các bạn download tài liệu thư viện á, thư viện số thì làm vậy, đang bán hàng thì làm vậy, đang tin tức thì vậy. Nói chung là những cái form, những cái trang mà các bạn xem, ví dụ như là VN Express, tuổi trẻ hoặc ngôi sao chấm nét hoặc là xin chấm điêu thì gần như nó có một form một, nó bố cục khác nhau một tí nhưng mà nó có một kiểu một. Còn nếu như mà các bạn xem Facebook hay Instagram hay TikTok, các bạn coi thực ra nó cũng có một kiểu một, bởi vì những cái trang đó là cái dạng nó như thế để tiếp cận được khách hàng một cách dễ nhất, cho nên nó có một form thôi. Còn bố cục trên bố cục dưới rồi gì gì đó thì nó khác. Rồi, bây giờ mình sẽ xây dựng cái y chang vậy nha. Trước tiên mình sẽ tìm một cái hình của sinh viên FPT. Hoặc là, ủa mà sao mạng nó chạy chậm quá trời, làm sao làm ta? Bây giờ muốn tìm cái gì hơi khó nhỉ? Sinh viên OK, mình có thể tìm một cái nào đó cũng được. Rồi, như vậy thì khi mà các bạn chọn hình đó, khi các bạn chọn hình thì các bạn nên cắt tấm hình của mình ra có kích thước tương đương với lại cái header này luôn. Không nên cho lớn quá, nhỏ quá, mất công mình canh chỉnh. Mà khi các bạn chạy CSS nhiều thì nó phải xử lý nhiều. Còn nếu như mà bạn cắt một bức hình mà nó gần tương đối với cái đó, bạn cho vô width bằng 100% hoặc là 2% là tự động nó full cái xong, không xử lý gì nữa hết. Hay, cho nên những cái mà nó cố định thì chúng ta nên xử lý trước bằng Photoshop. Rồi, một số cái ví dụ như là hình ảnh. Giả sử đây là sản phẩm đi,
đây là sản phẩm, thì các bạn sẽ tìm, tức là chụp hình sản phẩm và sau đó xử lý qua Photoshop, cắt hình, crop hình với một cái kích thước 3x4, 4x6 hay là bao nhiêu đó tùy các bạn, nhưng mà một hình duy nhất thôi, một kiểu duy nhất thôi. Để làm gì? Để khi mà các bạn lôi sản phẩm lên á, nếu bạn không cần chỉnh nó cũng đã đẹp rồi. Còn nếu chỉnh mình chỉ cần width hoặc là height thôi là nó canh vô bố cục và nó không bị vỡ cấu trúc của hình. Ví dụ như là bạn có một chiếc giày, bạn chụp lên nó rất là đẹp. Bạn chụp cái chiếc giày lên rất là đẹp. Nhưng mà bạn sử dụng cái top này là giả sử như hay là 100, width là 150, mà cái hình của bạn cắt đôi khi thiếu chút xíu hoặc là nó thiếu cao chút xíu, các bạn cho là width 100%, 200%, tự nhiên chiếc giày của mình nó xuống quá, bởi vì nó tự phun theo cái góc của mình thì chiếc giày nó xấu, và vô tình mình làm cho giảm chất lượng hình ảnh của mình xuống. Cho nên tốt nhất nếu như mình đã thiết kế cái khóa để mà hiển thị sản phẩm của mình là 100x150, tức 1:1.5, tỷ lệ 1:1.5, thì vô Photoshop dùng cái công cụ crop á, gõ vô 1:1.5, cắt rụt cắt hết một tỷ lệ duy nhất, nó dư đầu dư đuôi gì đó kể, mình cắt ngay trong Photoshop luôn, rồi đó mình mới lưu hình về, chỉ khó một tí. Nói chung mình làm như vậy thì cái trang web của mình nó sẽ ít xử lý hơn, mà nó hiển thị chắc chắn là ok, tỷ lệ nó giống nhau. Rồi mình lấy cái hình này đi, lấy được cái hình là một điều khó khăn đấy. Ấy da, 3G nhanh hơn không nhỉ? Rồi. Có vẻ nhìn hơn đấy. Set. Email chúng ta sẽ đưa vào cái thư mục mà chúng ta làm luôn. Đây sinh viên. Ok, để như vậy luôn nhé. Rồi, nhìn cái tên người ta lưu nè. Một là trừ, hai là xích gạch. Nhưng mà nên xích gạch. Tại vì cái chuẩn mà khi mà cái Google Bot, tức là cái máy chủ của Google mà khi nó đi tìm á, thì nó sẽ dễ lấy mấy cái từ nè, sinh nè, viên nè, FPT nè, Polytechnic nè, nó làm keyword để nó search. Còn nếu mà các bạn ghi liền luôn sinh viên FPT Polytechnic là nó search nguyên cục đó, nó sẽ khó tìm thấy hơn là bạn tách từ ra. Tách từ ra thì nó sẽ dễ tìm. Rồi trong cái này, rồi sinh viên chỗ này, nếu như cần thì chúng ta sẽ edit nó một cái. Ở đây thầy làm biến dùng Photoshop, chúng ta dùng cái pen luôn cho nó nhanh. Cái pen của chúng ta nó kiểu đây thôi. Đó, enter, crop, xây lại. Xong, như vậy cái hình của chúng ta nó cỡ chừng đây. Rồi bây giờ mình sẽ vào, mình cần nè div header. Cái chữ này là để cho mình thấy thôi nha, header. Rồi
div menu. Div main. Footer. Rồi, trang của mình có gì? Ok. Bây giờ mình sẽ định nghĩa cái CSS để cho nó căn chỉnh cái này ra. Căn chỉnh này ra. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo trong cái bài lắp 6 một cái CSS. New file lắp 6 CSS. Lắp 6.css. Trong này chúng ta sẽ định nghĩa đến những cái mà chúng ta cần, nó đặc trưng cho lắp 6. Còn ở trong này, phần layout lúc nãy thầy cũng đã định nghĩa rồi, nhưng mà mình muốn dùng á thì mình kéo cái CSS layout này vô, còn không thì mình định nghĩa lại, tùy mình ha. Bây giờ giả sử mình định nghĩa lại, mình định nghĩa cái đầu tiên header. Header này mình sẽ sử dụng, các bạn chú ý nè, trong CSS nó có một cái thẻ là thẻ header luôn và thẻ footer luôn. Nếu như các bạn muốn xài cái đó thì mình sẽ ghi bên này là header, mở ngoặc nhọn hết. Trước chữ header không có dấu chấm mà cũng không có dấu than luôn. Tức là cái này mình định nghĩa lại một số tính chất cho cái thẻ header. Được không? Số tính chất cho thẻ header. Như vậy thì chỗ này các bạn sẽ sửa lại là mình có thể mình sẽ dùng chỗ này thẻ header luôn. Đấy, mình dùng cái thẻ header luôn, mình không cần dùng thẻ div. Rồi mình xem ha, thẻ header của mình không cần dùng div mà dùng thẻ header luôn. Như vậy mình có thể định nghĩa lại cái thẻ header này có gì. Ví dụ mình để border cho nó dễ thấy. Border 1 pixel solid red đi. Rồi, nếu mình để vậy, header, ok, chỗ này bị thiếu gì không? Hả? À, rồi, ok, mình chưa link đến. Ở chỗ này, làm sao để chúng ta lấy được cái CSS cho nó nhanh? À, chấm xiệt giúp cho thầy. Có CSS rồi, enter, lab 6, nhanh, chính xác. Còn nếu mà các bạn gõ tên á, nhiều khi nó sai. Mình chấm xiệt là chắc chắn đúng, bởi vì nó chỉ đến cái đường dẫn luôn, chắc chắn luôn. Rồi, header mình có ha. Tiếp tục, mình sẽ cho cái header này nó cao lên tí. Header này mình cho 100 đi. 100 pixel. 100 pixel. Đưa cái ảnh vô, hình như 100 hơi thấp á. Rồi. Ở trong phần header này, các bạn đưa ảnh bằng cách nào? Là đưa picture vào ảnh hay là đưa cái ảnh đó làm background? Tùy ha. Tùy. Giả sử chúng ta đưa cái ảnh lúc nãy là một cái picture, là một cái image, thì mình sẽ đưa ở đây lab 6 trong phần header. Các bạn sẽ đưa chỗ này là image thuộc tính chấm xuyệt image sinh viên Apple. Cái này mình để là sinh viên F poly. What happened? Chuyện gì vậy?
như cái hệ thống loa báo động hay gì vậy? À, có một số bạn đó thì thầy xem trang web của các bạn rồi, các bạn thiếu cái thẻ này, cho nên nếu mà cái đường link của các bạn bị sai á là nó hiển thị lên cái biểu tượng là không có hình ảnh, là không nên ha. Khi mình làm web mình cố gắng mình chú ý cái đó giúp thầy. Cái hai này nó hơi cao nè, cao quá. Vậy giờ sao? Giờ sao? Bây giờ chỗ này nếu cần thì mình sẽ đặt cái CSS cho cái email này trực tiếp ở đây luôn. Ha, mình có rất là nhiều cách. Say bằng hai trăm phần trăm đấy, có nghĩa là gì? 200% có nghĩa là gì? Tại sao 100% mà nó lấy 100% của cái ảnh hay là 100% của cái gì? 100% của cái đối tượng mà cái image này nó đang đang chứa trong đó, tức là 100% của cái thằng header. Header cao bao nhiêu thì cái con của nó cao bấy nhiêu, thì chúng ta gọi là 200%. Nếu cần thì chúng ta sẽ vô trong này chúng ta sửa lại một tí, sửa lại một tí, crop lại. Rồi, sau đó chúng ta chỉnh sau nha. Sau đó chúng ta chỉnh sau. Rồi, tạm thời chúng ta như thế. Rồi chúng ta xuống dưới nữa. Chứ nếu mà chúng ta chỉnh kỹ chỗ này là chúng ta không đủ thời gian. Còn không thì các bạn sẽ cắt cái kích thước bằng luôn. Bây giờ xuống đến đây phần menu. Menu của chúng ta là màu đỏ nè. Màu đỏ. Như vậy ở trong cái phần này chúng ta sẽ tạo cho thầy một cái menu. Trước tiên là các bạn sẽ cho cái border, tí nữa mình sẽ bỏ border sau nha. Lý do là khi mà mình thiết kế ra trang web thì mình không cần đến border. Nhưng mà tại vì bây giờ mình làm để mình thấy border cho nó dễ thấy. Rồi, border 1 pixel solid đi. Rồi, người ta có cái nền màu đỏ đúng không? Nền màu đỏ background color. Mình sẽ cho red background color màu red. Rồi, gì nữa nào? Lớp 6 header xong rồi, menu rồi. Chỗ này chúng ta đang định nghĩa menu là gì? À, menu này là một class. Thì chúng ta sẽ gọi class ra. Menu. Đấy, menu của chúng ta màu đỏ. Rồi, độ cao chúng ta cho nó cao một tí. Height của nó khoảng cỡ 50 pixel. Đấy. Rồi, độ cao một tí. Các bạn thấy là với cái khung hình của mình nè, có phải là nó chừa trên chừa dưới. Còn bây giờ giả sử mình không muốn chừa luôn, mình muốn full luôn làm sao? Mình muốn full luôn ở bên ngoài luôn. Mình thấy nó bị cách vô không? Bây giờ làm sao bỏ cái cách này? Cái cách này là nó cách so với cái gì? So với cái thẻ body.
tất cả những đối tượng bên trong body nó đang được áp dụng cái Megit và cái Bending của body. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ định nghĩa lại cái body tí xíu. 0 chấm không than gì hết nha. Body này nó là một thẻ, cho nên chúng ta định nghĩa lại thôi, chúng ta không chấm không than gì đây hết. Chúng ta dùng cái making này hay là bending? À, making là không pixel, thấy không? À, hết rồi. Tức là những đối tượng bên trong kênh lề bằng không, lề trái lề phải lề trên lề dưới gì cũng bằng không hết. Như vậy mình thấy là mình đặt các thuộc tính ở đâu rồi nó áp dụng cho cái gì ha. Mình chú ý cái bài làm của thầy. Rồi gì nữa nào? Mình sẽ tạo cho thầy ở phía dưới này một cái khung. Cái này nguyên cái này là main nhé. Nguyên cái này là main. Như vậy thầy sẽ định nghĩa một cái main ở đây. Định nghĩa một cái main. Main này thầy sẽ cho background đi. Background colors. Ở chỗ này hôm trước thầy có cho các bạn một cái trang web đó. Các bạn có thể lên đây để các bạn sử dụng cái Colors for Web Design. Color head đi. Color head. Đấy, các bạn có thể sử dụng những cái màu mà người ta hay xài. Mình có thể sử dụng ở đây đó, những cái màu của Facebook, của Twitter nè, hoặc là có rất là nhiều trang mà chúng ta có thể sử dụng màu của người ta. Giả sử như thầy sử dụng màu này, đấy, rồi đưa vô phần main của chúng ta. Main này có độ cao là 400, thử coi, tí nữa mình chỉnh sau. Rồi, mình thêm phần footer nữa. Footer 2 cho 100 pixel. Background color. Giả sử thầy dùng màu này. Layout chỗ này mình không dùng div mà mình dùng footer luôn. Rồi chỗ này phần main mình sẽ dùng cái class là main. Đây footer của mình nó nhảy xuống dưới nè, đây là main của mình nè. Mình đổi cái màu của men đi cho nó nổi một tí mình dễ thấy. Men. What? Gì mà ren vậy? Đây. Rồi, màu của men. Ngược lại thì cái màu footer thì nó lại trùng rồi. Đổi cho cái nó khác màu hẳn luôn đi. Ok, như vậy thì mình đã thấy rõ được cái menu, phần main, phần footer. Bây giờ mình tách ra. Một phần bên này là viết content, một phần bên này là sidebar. Vậy làm sao? Làm sao để mình tách nó ra? Các bạn sẽ định nghĩa cho thầy một cái class.
Cái này các bạn định nghĩa độ cao, định nghĩa độ cao của nó là 100%, tức là mình lấy độ cao của hết cái đối tượng tra. Rồi mình định nghĩa width, content là lúc nãy là mình canh bên content là lớn, còn cái sidebar là nhỏ bên phải đúng không? Thì cái phần content của mình nó chứa khoảng bao nhiêu phần trăm so với độ lớn này? À khoảng 70, 75 gì đó. Thì mình cho nó khoảng 70 đi, rồi tí nữa mình canh sau. 70% border đi. Hoặc là color màu xanh. Ok. Save 3. Mình cũng cho tương tự như vậy, không có gì khác cả. Nhưng nó khác cái giá trị nào? Width của mình là 30 á, thì nó sẽ đụng á, thử coi. Rồi màu màu gì? Violet đi. Rồi bây giờ làm sao để mình sử dụng hai thằng này, làm sao để mình sử dụng hai thằng này, và một bên là nó lấy 70% độ lớn chiều ngang, một bên là lấy 30% layout 6, đặt ở đâu? Đặt trong main. Đúng rồi, đặt trong main. Cái chữ main này mình bỏ đi, bởi vì khi có nó đó là nó là một trong ba đối tượng, cho nên nó cũng canh lệ trong đó luôn, nên mình bỏ đi. Thứ nhất mình sẽ sử dụng một cái thẻ tiếp. Content, và ở đây class của chúng ta là content. Rồi một cái thẻ nữa là sidebar, một cái class sidebar. Rồi xem thử nào. Đấy, cái gì đây, nó nhảy xuống dưới rồi, nó rộng quá đó. Cái layout 6 chỗ này mình cho 20 đi, để coi chuyện gì đang xảy ra. Ủa cái màu tím ở đâu ra vậy? Cái màu vậy cuối cùng tại sao nó không có canh theo ý mình? Tại sao nó không canh theo ý mình? Chỗ cái content và save bar các bạn sẽ cho nó làm gì? Lot left, canh lề trái. Save bar, tại mình cho có 20% mà. Ok, cho lên 30%. 30 là nó quá tuyệt rồi. Được chưa? Như vậy thì cơ bản là chúng ta đã xây dựng xong cái footer này, cho nó lớn hơn cái mà trong đề. Nếu cần thì các bạn chỉnh cái footer này nhỏ lại. Rồi, cái lúc nãy chúng ta nói nè, ở cái phần content này nếu như các bạn muốn lớn hơn thì chúng ta tăng cái gì? Tăng cái số bao nhiêu trong CSS? 70% lên 75%. Rồi cái này 30 xuống còn 25%. Rồi bây giờ chúng ta đặt một cái menu ở bên trong này, và đặt một cái menu ở bên trên, đặt một cái menu ở bên trên nhé. Trong cái menu thì chúng ta sẽ sử dụng thẻ gì?
li là để tạo danh sách, được chưa? Và nó có cái lu và lo, hai cái này khác nhau gì? Rồi chú ý hai cái thẻ này nha. Rồi thầy cho trong cái size 3 nè, cho chỗ này màu hồng đi, không dưới này xanh rồi bên này hồng đi cho nó nam tính coi. Hồng nào đây à? Đây à? Phấn à? Này tên của nó là gì? Ok, không biết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái menu trên. Bây giờ thầy ví dụ bên này trước đi. Ví dụ bên này trước, ở chỗ size 3 này mình sẽ có một cái phần menu. Trong size 3 thầy sẽ bỏ cái nội dung đi, enter. Chúng ta sẽ có một cái thẻ là l li mận li đào li. Bây giờ mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Đây, như vậy mình đã có một danh sách. Danh sách. Rồi, cũng tương tự như vậy, thầy sẽ có một cái thẻ khác, OL. Sắp lại ha, Antanas Shift F, sắp code lại. Ủa sao nó không sắp cho mình? À chưa có gì. L U L I copy bị sai, lấy gì nó sắp? Copy sai chỗ đúng không? Sai chỗ nó sắp không được. Rồi ví dụ bây giờ code của mình nó nằm ở đây, mình lấy chuột mình chọn format tự động nó kéo vô. À, bây giờ cái gì đây? Hùng Dũng. Ừ. Ok. Rồi. Như vậy khác nhau gì? Một cái là giống như là bullet, một cái là numbering. Y chang như trong quạt vậy đó. Một cái là bạn đánh số thứ tự, một cái là dùng cái biểu tượng. Như vậy nó khác nhau ở chỗ cái UL và OL. Nếu như mình muốn đánh chỉ một. Còn nếu như bạn không muốn đánh chỉ một thì thằng nào cũng giống nhau ha. Nếu như không muốn đánh chỉ một thì chỗ này, cái này là mình viết CSS inline nhé, trực tiếp trong cái thẻ luôn. Còn cái CSS lúc nãy mình viết đây là gì? Ở extend là mở rộng bên ngoài. Như vậy tùy cái CSS nè. CSS bây giờ của mình sẽ cho cái list phải không? List style none. List style none. Được chưa? Tức là không có cái dấu chấm, là list style là none. Rồi mình sẽ cho nữa là gì? À, plotlet. Nó nhảy lên trên. Đúng rồi. Như vậy hình như là plotlet chỗ này không đúng. Plotlet của thằng dưới mới đúng. Plotlet thằng li này mới đúng nè. Như vậy thì cái thằng li
mình định nghĩa lại cho nó một tí xíu. Lót lép à, nó nhảy xuống luôn. PR coi. Rồi, ok. Chỗ này tại lý do là nó có cái style. Đấy, là nó ra mini ngang rồi đó. Rồi, bây giờ làm sao mình cho nó giãn ra? Ờ, ok, bedding, yes. Bây giờ trong để đặt ở đâu? CSS, yes. Đặt đâu nữa? Trong thẻ nào? À, trong cái li. Rồi, bedding 3 pixel đi, coi chuyện gì xảy ra. Được không? 3 pixel. Rồi, 5 pixel. Một cái nữa là gì? Border 1 pixel. Solid black. Đấy, như vậy nó sẽ đóng khung lại cho mình. Hoặc là mình không đóng khung thì mình cho nó là background. Thử coi. Không đóng khung mà mình sẽ cho nó là background color. Background color ở bên kia là hồng rồi, bây giờ đổi qua xanh đi cho nó mới thấy được. Thử coi nào. Thấy không? Bây giờ nếu cần mình viết thêm cái gì để mình rê chuột qua một cái là nó nháy. À, over. Rồi, ok. Như vậy chỗ này mình sẽ định nghĩa thêm li sao? À, chấm. Hả? À, hai chấm. Đâu? À, chữ O đúng không? Hover, over. Rồi, ok. Chỗ này chúng ta chỉ cần làm gì nào? Đổi cái background này thành một cái màu khác. Red ha. Mini cũng khá đơn giản đúng không? Chủ yếu là giả sử như bạn đưa vô đó màu là đổi rồi nhưng mà chữ đen thì nó hơi xấu. Bây giờ đổi chữ đi, đổi màu chữ thôi, đổi hả? Mình đưa con trỏ qua, khi mà nó đổi nền là nó đổi màu chữ luôn. Làm gì? Font. Có font color không? Font size. Cái gì? Nghiên cứu coi. Rồi, cái thứ hai là mình có thể tạo thêm nhiều cái hiệu ứng cho nó. Ví dụ như là border shadow. Chưa thấy rõ, ok. Yeah.
Rồi cái dấu gạch gạch này thì sao? Thêm vô. Liên hệ trang chủ giới thiệu, liên hệ góp ý, giải đáp. Mình chỉ cần vô chỗ layout 6. Các bạn thêm trên phần menu. Trang chủ giới thiệu. À, cái trang chủ này các bạn sẽ nằm ở trong thẻ A. Rồi các bạn đặt cho thầy trong cái thẻ A. Rồi trang chủ. Rồi một cái thẻ A khác. Dấu thăng luôn. Gì đây? Giới thiệu liên hệ. Chuyện gì đang xảy ra? Nó nhảy, nhảy gì? Cái menu của mình. Rồi, tại vì mình để nó màu đỏ, bây giờ mình đổi ngược lại, bản thân thằng này là màu đỏ, nó trùng với màu nền. Như vậy thì chỗ này, cái OU này, lit, LI, làm sao mà mình để cái đặc trưng mà cái menu đó thì cái màu của nó không phải là xanh nữa mà màu khác, làm sao? Làm sao mà mình đổi màu đó đi? Bởi vì chỗ này mình thấy màu nó kỳ quá. Đổi màu thẻ. Thẻ A. À, có nhiều cách ha. Rồi các bạn sẽ làm giúp cho thầy để cải thiện. Thứ nhất các bạn cần làm cho cái hình này lớn hết ra. Hai cách. Một là các bạn sẽ cho cái hình này nó vào center, một cái image center, và một cái background cũng chính nó luôn, full. Cái hình trước mình nói đó. Như vậy thì cái background full đó các bạn cho mờ thôi, cho opacity của nó mờ thôi, làm cái nền ở phía sau. Rồi cái hình này canh giữa, được chưa? Đó là cái phần bài tập mở rộng của các bạn. Thì chúng ta làm cái phần lắp 6. Rồi các bạn có thể xem thêm cái phần này để mà sửa lại cái nội dung của mình nè.